Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Đây là một bộ đồ thời trang và đẹp như ý luôn các bạn. CC mê luôn. Các bạn có biết hiệu gì không? Đây là hiệu Nine West. Bây giờ, bắt đầu từ bây giờ, CC sẽ đi siêu tầm đồ thời trang của Nine West. Một cái bộ đồ cá tính mà đẹp vô cùng luôn. Cái vải quần này nó giống như là ni lông, nó mát mát, nó CC không biết diễn tả luôn, sờ tay vào mình mới cảm nhận được là trên cả tuyệt vời ha. Thật ra đó là cái hiệu Nine West từ bao lâu nay, là theo như chúng ta chỉ biết là nó về da, vỏ da, giày da, dây nịt da và những cái bộ đồ da nổi tiếng từ ngày xưa tới giờ. Không có thấy những cái thời trang như vậy của Nine West đâu các bạn. Nhưng mà bây giờ đã có bao lâu CC không biết, nhưng mà bây giờ CC mới biết ha. Thì CC có lên trên mạng coi, search coi thì biết rằng là ngày xưa không có, bây giờ có. Con CC cũng nói, con cũng nghe nói nhiều lắm mà con cũng chưa bao giờ mua mặc thử mẹ. Cho nên là bây giờ CC sẽ đi siêu tầm. Vì sao? Vì cái hiệu Nine West CC thích mười mấy năm về trước rồi. Những cái bộ đồ da các bạn, trời ơi, CC nói thật với các bạn ha, các bạn mặc là nhìn các bạn ngầu lắm. Quần bó da, áo da, khoác ha, rồi giày boots da. Nhắc tới Nine West là các bạn phải biết là về da, da và da. Trên cả tuyệt vời luôn. Thì bây giờ đã có những cái bộ đồ này không yểu điệu thục nữ nhưng mà rất có cá tính, rất là đẹp luôn. Các bạn biết không? Giống như CC nói là CC quen với cái cô manager đúng không? Thì CC nói rằng là tôi nghe người ta nói về Nine West nhiều lắm, bây giờ bạn có thể cho tôi biết được gì hay không? Cô dẫn CC đi tới ngay cái hàng đó. Cô nói với CC rằng là bạn cứ lựa đi, bạn nên mặc đồ Nine West. Là vì sao? Nó rất là đẹp. Thì CC mới hỏi rằng là kiểu có này nọ lắm không? Cô nói không, rất là sample. CC đứng lựa. Thật sự ra mình chưa bao giờ mua các bạn. Mình lâu lâu tự nhiên đụng phải cái cầm lên đại đó, rồi cũng không biết hiệu Nine West nữa, rồi về tới nhà rồi coi thì ra là Nine West. Lâu lâu giống như là chó ngáp phải ruồi được một cái. Nhưng mà bây giờ là CC đích thật đi lùng, đi kiếm, đi tìm hiệu Nine West để mua. Vì sao? Vì CC mặc rồi, mặc cái áo đầm đó rồi, cho nên CC cảm nhận được rằng là trên cả tuyệt vời. Với lại đâu có rẻ đâu, nó bằng những cái hiệu DKNY, CK và Mass Studio, Guess, nó bằng như vậy mà. Nhưng mà có thể tại bao lâu nay CC không biết. Thì đây là một cái bộ đồ mà trời ơi, CC nói CC ưng ý không thể tưởng tượng được. Thường các bạn biết đó, màu xám luôn luôn phải phối với màu hồng thì nhìn bạn rất là trẻ trung. Tại sao mà CC không lựa cái áo màu hồng, cái quần màu xám? Là tại vì như vậy nó quá bình thường các bạn. Người ta mặc được thì mình mặc được. CC ngắm nhìn cảm thấy rất là đẹp cho nên mua về. Khi CC ra tính tiền thì cái cô tính tiền là cô khác chứ không phải cô CC quen ha. Cô nói với CC rằng là cô cũng lựa bộ đồ giống như bạn. Và cô đó cô trẻ lắm, cô cũng mặc size small giống như CC nè. Cô đưa cho CC coi tấm hình, cô mặc cái bộ y hệt như vậy ha. Cô mang giày bata ha. Cô ngồi ở trên cái bậc cầu thang, cô đội một cái nón nữa. Trời ơi, CC nói đẹp, thiệt là đẹp. Nhưng mà mình đâu có bì được giới trẻ như vậy đâu các bạn. Nhưng thôi không sao, người ta đã làm mẫu cho mình rồi, người ta cho mình coi rồi thì mình thêm cái tự tin nữa. Thì CC mua về, cái này mua mấy ngày rồi ha, vài ngày rồi. Thì chưa có khoe với ai cả. Thì con CC mới đi xuống, con CC mới nói Mẹ mua đồ hiệu Nine West hả? Nói, ừ. Rồi cái con CC nói ngoài tiệm con tụi nó cũng xôn xao hiệu này nè. Là tại vì sao? Mặc thích quá. Đây các bạn, bắt đầu bây giờ nha, chúng ta lại có thêm một thương hiệu mới. CC sẽ mang đến cho các bạn đó là thêm một hiệu nữa là Nine West. DKNY, CK, Tommy Hilfiger, bây giờ là Nine West. Hãy đến với CC để tận hưởng được những hàng hiệu on sale rẻ tiền. CC sẽ mua cho các bạn, mua từ từ chứ không có thể mua một lúc mà đủ bộ được. Thí dụ ngày hôm nay CC nói mua được cái áo, vài ngày sau mua được cái quần, vài ngày sau nữa mua được cái belt, mua được cái nón, mua được cái áo khoác, mua được giày, dép, boots vân vân. Khi mà người ta on sale á, bộ on sale cái quần, không sale cái áo.
hoặc là on sale cái áo, hỏng sale cái quần. Thành ra CC là người chịu khó đi tìm tòi, CC sẽ đi tìm cho các bạn. Bây giờ mua được cái nào trước thì mua, nhưng bạn phải khẳng định một điều rằng là tôi đang theo đuổi cái hiệu đó. Cho nên khi nhờ CC hoặc là thấy CC đăng cái gì lên mà đúng cái hiệu bạn thích, mua ngay, là tại vì có một cái một. Cái áo đầm giống như vậy mà ngày hôm qua CC mặc màu hồng đó, rất là nhiều bạn muốn mua, nhưng mà CC mua size small, CC đã mặc rồi. Hôm nay CC chở ra tiệm đó lại thì đâu còn size small nữa để mà mua. Cho nên là CC xin lỗi cái cô em đó là không có. Lát nữa CC sẽ cho em coi một cái áo khác, nếu em chịu thì em lấy, còn không chị sẽ trả tiền lại em ha. Còn chị mà mua size medium có nè, lot có nè, extra lot có nè. Vì sao? Mỗi một tiệm họ bán có một cái mà một size thôi. Thì CC đã mua rồi thì em sẽ không mua được, tại vì em với CC là cùng size với nhau. Mong em thông cảm đừng giận nha. Thì ngày hôm nay đây cũng là một cái áo mới, cũng vải kate, nhưng mà cái này đó nó lạnh hơn và nó rũ hơn. Cái kia nó là kate xô, cái này nó là cái kate mà nó có cái gì đó CC cũng không biết nói làm sao nữa. Đó, ở nhà mặc như vậy nè các bạn, thoải mái lịch sự mà đẹp. Mà những cái dạng đầm này đó bạn mang guốc cũng được, mang dép lẹp xẹp như CC như vậy cũng được. Đó, thấy không? Cao đầm này nó không có hiệu gì cả, cho nên mình mang đôi dép hiệu thì cũng ok. Xách cái bóp hiệu cùng với đôi dép là được rồi các bạn. Đó, các bạn thấy cao đầm này đẹp không? Bạn nào muốn mua size lớn thì còn, size nhỏ CC mua mất tiêu rồi. Cho nên là cùng size với CC là không có đâu ha. Đây, những cái đồ mà bình thường trong mùa hè như vậy họ ít có làm size small lắm. Nhỏ nhất là small thôi à. Mặc cái này thì thích, mát lạnh luôn. Rồi, bây giờ nói tiếp về bộ đồ Nine West. Đẹp trên cả tuyệt vời. Bạn nào muốn mua giống y như vậy, size small, hoặc là cô em của CC cũng muốn lấy bộ này, CC nhường lại tại vì size của em đó. Vì đây là bộ của chị, hai chị em mình cùng size. Nếu em muốn đổi cái áo đầm đó lấy cái bộ này thì chị cũng ok. Rồi ở đây chị có cơ hội mua sau, chị sẽ đi qua tiểu bang khác chị mua. Mấy bữa nữa con chị đi rồi là chị khỏe rồi ha, là chị đi mua. Thì em muốn đổi lấy bộ này thì cho chị biết. Hoặc là bạn nào muốn mua thì mua lấy bộ này, size small nha, lớn hơn nữa không có ha. Mê lắm các bạn, trên cả tuyệt vời. Nine West cũng là 30% off trong mùa hè này ha. Những cái dạng này nè, 30% off. Trời, cái quần này mê các bạn ơi, xinh mê luôn. Nè, rất là nhiều túi luôn. Nè, túi nè, túi nè, 4 cái túi. Đằng sau không có túi, vải này giống như vải dù vậy đó mà nó thụng nha. Có cái thung ở dưới. Bộ đồ đẹp xuất sắc luôn các bạn. Các bạn cao cao đó mặc hở cái bụng chỗ này tí xíu giống như vậy nè. Đó, đẹp trên cả tuyệt vời luôn. Bạn nào muốn mua bộ này size small ha, bạn muốn mua size khác, bạn chụp hình, bạn ghi cái size của bạn cho CC. Những bạn nào mà gửi hình mà không ghi size đó là các bạn không có cơ hội mua đâu. Vì CC nhìn qua rồi, rồi CC cứ đẩy lên mà một ngày trời ơi mấy chục cái tin nhắn luôn. Nó vào sao CC kéo ra coi hết cho được. Cho nên lỡ một công làm thì các bạn nên làm luôn. Chụp hình cái gì bạn thích và ghi luôn cái size cho CC. Có hay không là CC trả lời với bạn liền. Như vậy nó dễ hơn, chúng ta khỏi phải tìm kiếm nhau ơi. Trên cả tuyệt vời luôn, không tin luôn. Ôi, tuyệt đẹp. Size lớn có không thì không biết, nhưng mà cái này là size nhỏ nè. Mê không ạ? Trời ơi, vải thun hơi nặng nặng chút, mát lạnh, đẹp tuyệt vời luôn. Giống y hệt như của Tommy Hilfiger. Trên cả tuyệt vời luôn các bạn. Cái mình vải đẹp mê ly luôn. Này là CC mặc nhiều lắm. Mỗi bạn cần mua đi, cần mua. Màu đẹp quá luôn. Bạn nào size small mua hai cái đầm này, CC có cơ hội mua. Mua đi, CC năn nỉ luôn á. Mua mặc để cảm nhận được cái hiệu Nine West và những hiệu khác như thế nào. Các bạn thấy CC cầm lên mà cao đầm nó đổ như vậy là các bạn thấy đẹp, đẹp cực kỳ đẹp đúng không ạ?
không nhăn nha, thun lạnh, thun nặng, đẹp. Nhưng mà mặc những cái dạng đầm như vậy các bạn nhớ phải mặc cái quần mà nó ôm lấy cái ghen, giống như CC đang mặc nè, giờ kéo lên không được ha, kéo lên thấy cái underwear không? Đó, mặc nè các bạn coi. Khi mà mặc cái quần đó nè, nó ôm cái bụng các bạn lại như vậy nè. Đẹp không? Sáng là CC ăn rồi nha, uống cà phê rồi nha. Đó. Nhưng mà cái quần ghen đó nó ôm lấy cái bụng mình như vậy đó. Mặc những cái đầm này, nhớ những cái đầm này, tránh cái loại underwear mà nó có cái lằn ngay đây nha các bạn, không có mặc ha. Một là mặc ôm nguyên cái mông giống như CC luôn, ôm nguyên cái mông nè, ôm xuống dưới ngay cái đùi mình luôn nè, chứ không có mặc cái loại mà ngay đây đâu, nhìn kỳ lắm ha. CC dị ứng cái đó. Đây đây đây, bạn nào muốn mua size khác phải ghi cái size cho CC, gửi tấm hình nhưng phải gửi luôn cái size rồi CC đi thấy là sẽ mua. Nhưng mua về là các bạn phải lấy nha, là tại vì các bạn đã chọn rồi. Tại vì sao? CC đi tiệm không có đâu, CC phải đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác. Mua về các bạn không lấy như vậy không được ha. Tội nghiệp CC, nếu mà gần nhà CC thì ok. Còn CC đã đi lặn lội từ tiểu bang này qua tiểu bang kia về các bạn không lấy thì điều đó CC không chấp nhận đâu. Là tại vì sao? Kiểu bạn chọn và sai bạn cũng đã chọn đúng rồi, thì không có lý do gì là bạn không lấy cả ha. Đó, đẹp, vô cùng đẹp, trên cả tuyệt vời. Đó, bạn nào muốn make sure về cái size các bạn đo số đo 3 vòng cho CC. CC cho các bạn biết, bạn mặc áo đầm rộng thì bạn mặc size gì, bạn mặc đầm ôm, đầm đi làm công sở bạn mặc size gì và như thế nào. Các bạn nào thấp người như CC, CC sẽ tìm kiếm những cái áo đầm mà này đa số là hàng hiệu mới có ha, hiệu nổi tiếng mới có ha. Nó có cái loại bơ tít, nhưng mà không phải cái nào cũng có bơ tít đâu, ok? Thì CC sẽ cố gắng tìm, tìm được thì được, không được chúng ta chịu thôi, vì nó không ra lấy gì được. Đó, mê ly luôn, trên cả tuyệt vời luôn. Đó, bây giờ CC lại biết thêm một hiệu nữa rồi, Nine West nha các bạn. Mê không? Học hỏi, tìm tòi, cuối cùng cũng được. Mỗi một ngày chúng ta phải thêm một cái mới. Mặc dầu là CC trễ hơn mọi người nhưng biết còn hơn không biết các bạn ạ. Thì hiện tại Nine West CC chỉ mới find out ra được nhiêu đây thôi. Đây là những cái áo đầm Nine West kiểu đơn giản, đơn sơ như vậy nè. Và những cái bộ đồ như vậy, mê ly luôn. Mê, mê luôn. Coi như là đã hết video này. CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo.